con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kêu oan khi bị người trong nhà nói bất hiếu. Bài chia sẻ của con gái nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, trên trang cá nhân Bình Tinh bức xúc đăng tải loạt tin nhắn được chụp lại màn hình từ nhóm chat trên mạng xã hội với nội dung tiêu cực, sai lệch về cô. Đáng chú ý, nội dung tiêu cực này xuất hiện trong nhóm chat từ những người thân thiết của nữ ca sĩ. Bình Tinh bức xúc viết, tôi không tin điều này có thể đến với tôi. Tôi có hại ai và động chạm đến ai không? Sao lại hại tôi vậy? Ba ơi, trong đây có ai? Bà soi xét dùm con. Ai là người chỉ huy? Bài chia sẻ của Bình Tinh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều khán giả gửi lời động viên, an ủi tới nữ nghệ sĩ như thương bạn thân quá, mạnh mẽ lên nhé bé. Khổ ghê. Ba tin mọi người sẽ hiểu và ủng hộ lẽ phải. Dù con thế nào ba cũng ủng hộ con. Mẹ con nới suối vàng cũng sẽ hiểu và thương con hơn. Những gì chị có được ngày hôm nay từ tình yêu thương của mọi người dành cho chị. Cố lên chị ơi. Chị sống thế nào ai cũng biết. Chị quan tâm chi cho bận lòng. Cố lên chị. Trước đó, Bình Tinh đã phải lên tiếng về chuyện này. Các cô bác đồng nghiệp lớn nhỏ thân hữu của ba mẹ con ơi, con có bất hiếu với mẹ con không? Cô bác thương con lên tiếng dùm con có làm gì đâu. Sao chửi con hoài vậy? Sao đưa mẹ con vào drama hoài vậy? Mẹ con chết rồi, xin cho mẹ con được yên nha. Đây cũng là lần hiếm hoi mà cô lên tiếng về chuyện riêng cá nhân. Là một người hoạt động nghệ thuật năng nổ, song nghệ sĩ Bình Tinh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô mong khán giả quan tâm đến những cống hiến của mình cho nghệ thuật hơn là cuộc sống riêng tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.